Ngày 18 tháng 8, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thống kê hiện có 249 trường học trưng dụng làm khu cách ly, 453 trường là điểm chích vaccine, có 1.960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1. Do thực hiện giãn cách trong phòng chống dịch nên việc chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức tự trường, khai giảng. Các trường sẽ bắt đầu tổ chức dạy học trên môi trường trực tuyến với các thời điểm như sau. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9. Ngày 6 tháng 9 sẽ bắt đầu giảng dạy theo chương trình năm học mới. Các trường tiểu học sẽ tổ chức hướng dẫn học sinh kỹ năng, phương pháp học trực tuyến từ ngày 8 đến 19 tháng 9, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, thực hiện giảng dạy theo chương trình năm học. Các trường mầm non sẽ khai giảng chậm hơn khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, học sinh có thể đến trường. Ngoài ra, trong tờ trình về kế hoạch thời gian năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất 3 phương án tổ chức dạy và học căn cứ vào tình hình diễn biến dịch cho từng giai đoạn. Các trường có thể dạy trực tuyến từ 4 đến 6 tuần, hoặc từ 6 đến 10 tuần, hoặc hết học kỳ 1. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.